người mắc COVID-19 tử vong bị thu 36 triệu đồng viện phí. Miền Tây nới lỏng 3 tại chỗ cho doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Nữ bệnh nhân tên T, 57 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó ngày 3 tháng 8, bà T chuyển đến bệnh viện Đa khoa Bình Tân điều trị và được chẩn đoán suy hô hấp cấp, viêm phổi do COVID-19 trên nền bệnh lý đái tháo đường chưa có biến chứng. Bệnh nhân đã rơi vào ngưng tim khi nhập viện và được bác sĩ hồi sức tích cực. Tuy nhiên, đến ngày 16 tháng 8 tình trạng bệnh diễn tiến nặng và tử vong. Sau khi người bệnh tử vong, trước khi cung cấp giấy báo tử và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự, phía bệnh viện đã đề nghị thân nhân thanh toán 28 triệu đồng viện phí. Tổng chi phí 14 ngày nằm viện hết hơn 36 triệu đồng. Vì gia đình cho rằng điều trị COVID-19 được miễn phí nên các khoản thu của bệnh viện là không hợp lý. Một trường hợp khác là bệnh nhân L, 33 tuổi, ngụ quận Bình Tân cũng đã phải đóng viện phí điều trị COVID-19 khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Tân. Chị gái bệnh nhân cho biết, sau khi ổn định sức khỏe, em trai chuẩn bị xuất viện thì gia đình tôi được bệnh viện yêu cầu thanh toán số tiền hơn 20 triệu đồng. Chúng tôi khá bất ngờ nên hỏi thì nhiều bệnh nhân khác cũng phải đóng tiền điều trị COVID-19. Chiều ngày 19 tháng 8, Phó Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Bình Tân cho biết, thời gian mới triển khai tiếp nhận, điều trị COVID-19 bệnh viện trong tình thế thụ động vì phải chờ các hướng dẫn cụ thể về khoản thu chi đối với bệnh nhân mắc COVID-19. Bệnh viện sẽ chủ động để hoàn trả viện phí cho bệnh nhân trong những trường hợp cụ thể trên tinh thần tách riêng các khoản điều trị bệnh lý nền riêng và thu theo quy định, còn các khoản điều trị COVID-19 sẽ được miễn phí. Chúng tôi không trốn tránh trách nhiệm, bệnh viện thấy lỗ hổng sẽ nhanh chóng khắc phục. Trước thực trạng hàng loạt doanh nghiệp ngưng hoạt động do không thể ba tại chỗ, một số địa phương như Sóc Trăng, An Giang đang từng bước nới lỏng quy định sản xuất, có nơi không bắt buộc ba tại chỗ. Vài ngày trở lại đây, Sóc Trăng thiết lập được một số vùng xanh nên doanh nghiệp có điều kiện dùng ô tô đưa rước công nhân, chuẩn bị hoạt động trở lại. Các doanh nghiệp cố gắng cầm cự trong hơn một tháng qua, công suất hoạt động cũng đã tăng từ 40 lên 60%. Phương án 3 tại chỗ vẫn ưu tiên nhưng phương án này không còn bắt buộc mà chỉ khuyến khích doanh nghiệp duy trì. Tương tự Sóc Trăng, An Giang cũng sẽ tập trung xét nghiệm, sàng lọc để tạo ra các vùng xanh. Người lao động tại đây sẽ được đi làm theo mô hình một cung đường, hai điểm đến giảm tải áp lực cho doanh nghiệp. Riêng các khu vực vùng vàng phải thực hiện 3 tại chỗ thì được ưu tiên lao động để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Tác động của dịch COVID-19 lần này khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long đang có dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Hiện tại, từng doanh nghiệp, từng tỉnh đang có những kế hoạch để vừa chống dịch, vừa phục hồi kinh tế.